Chào mừng các bạn đến với kênh Sun Gaming của mình nha. Trở lại Sun Gaming sẽ cầm con Latalia đi solo với cả Maria hai pháp sư. Mày xa luôn. Chết đi con lợn này. Mày bay đi đâu? Chết lại. Ui trượt rồi. Cố tí nữa là nó chết rồi, nó có mạng rồi các bạn ạ. Một. Này này con cua này. Cua đâu? Ô nó chết luôn này. Kinh đam to vậy. Tham cầu sức mạnh không thể khống chế sẽ khiến bản thân bị phản vệ. Ăn luôn lên đồ là lên đồ phép chưa? Một hit. Còn nghĩ gì nữa? Bay vào đây. Chạy đi đâu con nợ này. Một phát nữa. Úi thôi sắp chết rồi. Không cần dùng đến chiêu một các bạn ạ. Quá nhanh. Lấy đường nữa nào. Bay vào đây, bay vào đây. Bay vào đây. Ngu này. Hồi cái máu đó đi về trụ tôi ăn ăn HP đó nào các bạn. So sánh với chính nghĩa dối trá. Mày chết đi con lợn này. Quẩy lên. Này ăn cái con lính nhỏ này. Vào đây, chết đi. Chết này. Cho tôi ăn con lính này đấy các bạn ạ. Đúng một combo ở level mấy giờ? Level 5 là đã ăn được rồi, đã ăn được nó. Bay vào đây. Con lợn đấy. Này này. Chết đi. Úi xời. Nghẹo này. Mày chơi ta. Chết đi. Một ulti nó đã chết rồi. Con Vera này đam to thật đấy. Hồi lên. Đang hồi máu bạn ạ. Trượt nên nó đứng gần thế mà nó trượt. Cái úi trời ơi. Vào đây. Vào đây bạn ơi. Đau mà ly luôn rồi. Ôi nhưng mà mãi không đẩy được trụ các bạn ạ. Lười ăn trụ quá. Chết đi. Chết này, chết này. Hiểm họa địa ngục nha, Latali hiểm họa địa ngục các bạn ạ. Đấy, thần thánh rồi. Giờ vẫn chưa lấy được cái trụ nào, 4 phút rồi các bạn ạ. 4 phút rồi tôi chưa lấy được trụ. Ngáo này, đam to chưa? Này phát nữa. Ôi quả này là ăn được chút rồi này. Bây giờ tôi bán được trụ mà ngon ngay. Lổ trụ. Lổ một trụ đã. Bay vào đây. Ôi đúng một chiêu 3 là đã chết hoàn toàn rồi. Không cần dùng combo chiêu 2 và chiêu 1 các bạn ạ. Natalie sát thương quá là kinh khủng luôn nha.
Mày chết đi con nợ này. Ủa đâu ấy? Ủa đâu ấy? Ủa rồi. Chạy 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 chạy. Đây này, xịt phát nó chết này. Chạy. Cuối cùng vẫn bị nó chủ nó bắn phát. À, vào đây cái con của chuối này. Mày giết văn nữa. Đây có lính to này, có lính to hỗ trợ ăn trụ này ngon rồi các bạn ạ. Quẩy lên. Xé, giết mày, tao giết mày. Ok, đi vào đây nào. Mày chết đi. Ấy trời, một con lính. Một con lính rồi. Có lên lấy lốt trụ kia không nhỉ các bạn nhỉ? Lấy không? Chết. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Sún Gaming của mình nhá. Nào vào đây, tôi sẽ ăn tiếp con này. Ăn mày ngu này, con lợn này. Lion Pet 15-1 rồi. Kinh không? Trung bình là 1 phút tôi phải giết được gần 3 mạng. 1 phút giết gần 3 mạng. Lính đam cực to rồi. Không có sợ bố con thằng nào nữa. Nào lấy. Ủa sao lại được double kill nhỉ? Solo 1-1 mà lại có double kill là nào nhỉ? Đấy, triple kill rồi, nhanh quá. Chắc là giết người nhanh quá nên là được các bạn ạ. Và đây, lỗ legendary luôn. Lỗ trụ rồi, bye bye. Mày chết đi. Ghê không các bạn, xanh quá xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.